Thì bắp bò rất là tốt, rất là nên ăn chứ không phải không. Nhưng mà những người thế này không ăn được bắp bò bà con nha. Chứ không phải bắp bò tốt là chúng ta ăn được hết. Bắp bò tốt nhưng mà những người thế này, những người có bệnh thế này không nên ăn thịt bò, bắp bò. Vì vào buổi tối là nó làm cho gan hoạt động nhiều hơn, tăng lượng máu, tăng lên làm tiểu đường thừa cân. Đó là không người không được ăn á. Bệnh đó không được ăn, rối loạn mỡ máu, bệnh gút, đái tháo đường, vết thương chưa lành, nên bỏ gốc ăn bò tái đi nha bà con. Mà cũng không ăn cùng với hải sản, mà không, chúng ta không nên ăn, không nên ăn và không nên uống cùng với rượu, nó có hại cho răng, cho lợi. Bắp bò, thịt bò, một ngày ta ăn 60 gram, ăn 6 ngày là phải nghỉ một ngày bà con ạ. Mà nó tốt, nó tác dụng là nó tăng cơ bắp, tăng sức khỏe, có sức đề kháng mạnh, tăng cường khả năng miễn dịch, phản hồi cơ thể, chống oxy hóa và các mô chạy ung thư, nó làm giúp cho giảm béo, mỡ bổ sung cho máu, cung cấp cho năng lượng. Đó bà con thấy tôi. Nhưng mà không nên ăn là thịt bò, bắp bò vào buổi tối, vì làm không nên ăn nha, không nên ăn cho nên gan nó hoạt động nhiều hơn, nó tăng cường lượng trong máu, nó tăng cường tiểu đường, thừa cân, rối loạn mỡ máu, bệnh gút, đái tháo đường, vết thương chưa lành thì cũng chưa được ăn, nên bỏ gốc ăn bò tái đường nha bà con. Bắp bò cũng vậy nha bà con. Những người đó là không ăn, bà con ta ăn vui vẻ mạnh khỏe nha bà con. Ăn một ngày người ăn được, người nên ăn được thì chỉ 60 gram, ăn 6 ngày là nghỉ một ngày. Bà con ơi, nên ăn bắp bò vậy nha bà con. Chứ bắp bò mà làm cho nửa ký ngô miệng nhậu miếng không được đâu bà con ơi. Bà con ơi.